Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam và U19 Thái Lan chung kết U19 Đông Nam Á 2023 từ 19h30 ngày 15 tháng 7 tức là tối ngày hôm nay U19 nữ Việt Nam chạm trán với U19 nữ Thái Lan trong trận chung kết giải U19 nữ Đông Nam Á 2023 Trận đấu chung kết không có một kênh truyền hình nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình tại giải đấu Kênh Phê Bóng Đá chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến nhanh nhất, sớm nhất ở trận đấu này hình ảnh trận đấu từ 19h30 ngày 15 tháng 7 Kính mời quý vị và các bạn đón xem Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi và đồng hành cùng phê bóng đá Đây được xem là cuộc đọ sức thượng đỉnh của hai nền bóng đá nữ mạnh nhất và phát triển nhất trong khu vực Phong độ của các đội bóng tiếp tục được thể hiện ở giải đấu năm nay U19 nữ Việt Nam đã hai trận vòng bảng, một trận bán kết mới chỉ thủng lưới một bàn và ghi được 11 bàn thắng Trận đấu với U19 Myanmar khó khăn nhưng các cầu thủ trẻ chứng minh được bản lĩnh khi đánh bại đối thủ trong hiệp phụ Bên kia trên tuyến U19 nữ Thái Lan vượt qua vòng bảng và nhanh chóng đè bẹp U19 nữ Indonesia với tỷ số là 7-1. Đội U19 Thái Lan đang có lợi thế nhất định về mặt thể lực. Đội bóng xứ chùa vàng trải qua trận đấu dễ dàng ở bán kết với U19 nữ Indonesia thiếu người từ phút thứ tư. Chiến thắng 7-1 sau 90 phút thi đấu chính thức không tiêu tốn nhiều sức lực của U19 Thái Lan. Còn U19 nữ Việt Nam thì lại gặp thử thách với 120 phút căng thẳng với U19 nữ Myanmar. Bàn thắng của Lê Thị Trang ở cuối hiệp phụ đầu tiên phần nào giúp đồng đội ổn định hơn về tâm lý giành vé vào chung kết. Đây là bài toán không dễ có lời giải với huấn luyện viên Akira Niji khi khả năng phục hồi của các cầu thủ nữ luôn là rào cản. Tuy nhiên U19 nữ Việt Nam với lứa cầu thủ được chơi cùng nhau nhiều năm đang cho thấy sự tiến bộ trong những ngày thi đấu gần đây. Ở hàng phòng ngự đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm luôn cho thấy bản lĩnh thi đấu tuyệt vời. Ở tuổi 19 Bảo Trâm thể hiện nhiều kỹ năng ấn tượng và còn thường xuyên mang lên tấn công khi cần đến. Trong khi đó các tiền vệ như Vũ Thị Hoa, Ngọc Anh và đặc biệt là Trần Thị Lan sở hữu kỹ thuật cá nhân và thể lực bền bỉ. Hàng công là nơi mang đến nhiều hy vọng cho ông huấn luyện viên Akira Niji. Tiền đạo Ngọc Minh Chuyên thường xuyên ghi bàn ở giải đấu nữ vô địch quốc gia, dù cô thua thiệt về chiều cao và thể lực so với các đàn chị. Hoàng Vân và Tạ Thị Thủy còn rất trẻ nhưng sớm được tạo cơ hội ra sân trong màu áo của Phong Phú Hà Nam. Thể hình và kỹ thuật là điểm mạnh của Tạ Thị Thủy và Hoàng Vân. Tốc độ xé gió và kỹ thuật của cô gái này đủ sức làm náo loạn mọi hàng thủ. Không dễ để U19 nữ Việt Nam thắng trận, nhưng nếu thi đấu tập trung và áp dụng cơ hội tốt hơn, chiến thắng này sẽ là mục tiêu nằm trong tầm tay của Bảo Trâm và đồng đội. Ở giải đấu năm nay, U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan đều thể hiện được sức mạnh của mình khi giành vé vào chơi ở trận chung kết. Nếu như U19 Việt Nam nhọc nhằn thắng 2-1 trước U19 nữ Myanmar sau 120 phút thi đấu, thì U19 Thái Lan có chiến thắng đến 7-1 trước đội chủ nhà nữ U19 Indonesia. Xét trên hành trình đến với trận chung kết, U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan đã thi đấu mỗi đội là 3 trận, trong đó có 2 trận ở vòng đấu bảng và 1 trận ở bán kết. Sau 3 trận đấu, U19 Việt Nam ghi được 13 bàn thắng để thống lưới 1 bàn, trong khi đó U19 Thái Lan có sở hữu thông số ấn tượng khi đã có 14 bàn thắng và mới chỉ để thống lưới 1 bàn nếu xét về các đối thủ đã qua thì U19 nữ Việt Nam phần nào có được sự thuận lợi hơn ở vòng bảng với những trận đấu dễ dàng với những đối thủ yếu hơn mình trong khi đó Thái Lan phải đối đầu với cả Philippines và Myanmar được đánh giá là khá cao tuy nhiên ở vòng bán kết U19 nữ Việt Nam phải trải qua trận đấu tra tấn thể lực với Myanmar do đó có thể nói trận đấu giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan sẽ có một cái gì đó cân bằng về sức mạnh của đối bên U19 nữ Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ đã gắn bó với nhau nhiều năm thi đấu cùng nhau nhiều giải ở lứa U16. Bên phía đội tuyển nữ U19 Thái Lan họ có một lực lượng rất mới được đầu tư bài bản để hướng đến tương lai. Có rất nhiều gương mặt trong đội hình U19 nữ Thái Lan hiện tại đã từng thi đấu ở giành huy chương đồng ở SEA Games 32 trong màu áo của đội tuyển quốc gia nữ Thái Lan như Superon Intara Rasit, Pichai Atida, Manowan hay Nuanong. Chính vì thế kinh nghiệm thi đấu quốc tế là điều mà U19 Thái Lan không hề thiếu Dù thành tích ở các độ châu Á của đội bóng này là có phần thua kém đội U19 Việt Nam Sẽ rất khó để dự đoán trận đấu này U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan Khi đối bên đều có điểm mạnh riêng Hy vọng rằng các cầu thủ nữ trẻ của Việt Nam sẽ được chiến thắng để mang cúp vô địch về nước Đó cũng sẽ giống như lời động viên về tinh thần của giá trị đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào sân chơi World Cup Trận đấu U19 nữ Việt Nam gặp U19 nữ Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay, ngày 15 tháng 7 và được kênh phê bóng đá tường thuật trực tiếp. Và đây cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.